bạn đang đến với kênh youtube báo Vietnamnet hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý mới đây thẩm phán Gerard Pappert của tòa án thành phố Philadelphia thuộc bang Pennsylvania đã bác bỏ yêu cầu của luật sư phía ông Musk đề nghị chuyển vụ kiện lên tòa án liên bang đưa vụ kiện trở lại cấp sơ thẩm của tiểu bang ông Musk giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX vẫn đang tiếp tục chương trình tặng 1 triệu đô la Mỹ cho cử tri trước ngày bầu cử tổng thống mùng 5 tháng 11 tới, trong khi vụ kiện do công tố viên trưởng Philadelphia Larry Krasner đang chờ xử lý. Trong ngày 1 tháng 11, ông Musk đã tặng thưởng 1 triệu đô la Mỹ cho một người đàn ông ở bang Michigan và khẳng định sẽ tiếp tục tặng tiền cho cử tri mỗi ngày cho đến ngày bầu cử. Công tố viên Krasner thuộc Đảng Dân Chủ đã kiện ông Musk và America Park, một ủy ban hành động chính trị được ông Musk thành lập nhằm tài trợ cho cựu tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tặng tiền ngẫu nhiên cho cử tri tại các bang chiến địa. Bên nguyên đơn cho rằng, việc tặng tiền này là cho sổ số, số trái phép, dụ dỗ cư dân bang Pennsylvania để cung cấp dữ liệu cá nhân của họ. Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã cảnh báo ông Musk và America Park rằng chương trình sổ số, số này có thể vi phạm luật liên bang. Theo trang web của America Park, cho đến nay đã có 14 người, trong đó có 4 người ở Pennsylvania nhận được giải thưởng trị giá 1 triệu đô la Mỹ. Ông Elon Musk, 53 tuổi, cũng là chủ sở hữu của mạng xã hội X, trước đây là Twitter, đã đầu tư mạnh tay để kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng hòa kể từ khi công khai ủng hộ cựu tổng thống này vào tháng 7. Ông Musk, người giàu nhất thế giới, được cho là đã quyên góp 118 triệu đô la Mỹ cho ủy ban hành động chính trị của mình. Ngoài ra, ông đã xuất hiện cùng ông Trump tại một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania, một trong những bang được cho là quyết định kết quả của cuộc bầu cử sắp tới. Chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump phần lớn phụ thuộc vào các nhóm vận động cử tri bên ngoài điều này đồng nghĩa với việc america park bên ủng hộ nhiệt thành đối với chiến dịch tranh cử của vị cựu tổng thống đóng vai trò rất quan trọng đối với ông trump trong cuộc đua vào nhà trắng trong diễn biến khác mới đây cựu tổng thống mỹ donald trump đã đệ đơn kiện đài truyền hình cbs liên quan đến một buổi phỏng vấn đối với đối thủ đảng dân chủ của ông phó tổng thống kamala harris theo đơn khiếu nại được nộp lên tòa án liên bang tại quận phía bắc texas Cuộc phỏng vấn trong chương trình 60 Minutes vào đầu tháng 10 vừa qua đã phát sóng hai phản ứng khác nhau của bà Harris khi trả lời câu hỏi về cuộc xung đột ở Gaza. Hành động này đã vi phạm luật Texas, cấm các hành vi lừa dối trong kinh doanh. Cụ thể, chương trình phát sóng ngày 6 tháng 10 đã cắt đi những câu trả lời lẫn lộn từ bà Harris về ảnh hưởng của chính quyền tổng thống Joe Biden đối với hoạt động của quân đội Israel. Đáp trả cáo buộc trên, một phát ngôn viên đài CBS cho biết, những tuyên bố của cựu tổng thống Trump đối với 60 Minutes là sai sự thật. Do đó, vụ kiện chống lại CBS hoàn toàn không có căn cứ. Hồ sơ cho thấy vụ kiện yêu cầu xét xử bằng bồi thẩm đoàn với yêu cầu bồi thường thiệt hại lên tới khoảng 10 tỷ đô la Mỹ. Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích chương trình này trong quá trình vận động tranh cử của mình, thậm chí còn đe dọa sẽ thu hồi giấy phép phát sóng của đài nếu ông đắc cử. Về phần mình, CBS khẳng định chính ông Trump đã hủy bỏ cuộc phỏng vấn theo kế hoạch của riêng mình với 60 Minutes Thống đốc bang Washington ngày 1 tháng 11 cho biết, ông đã huy động một số thành viên lực lượng vệ binh quốc gia Mỹ trực chiến sau khi có thông tin cũng như lo ngại khả năng xảy ra bạo lực liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Theo kết quả thăm dò cử tri, tiểu bang này, nơi ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris sẽ dễ dàng đánh bại ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump là một trong hai nơi có các thủng phiếu bị đốt cháy hồi đầu tuần. Thống đốc Jay Inslee viết trong một lá thư được công bố trên trang web của ông ngày 1 tháng 11 Dựa trên các thông tin chung và cụ thể cùng những lo ngại về khả năng xảy ra bạo lực hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác liên quan tới cuộc bầu cử năm 2024, tôi muốn đảm bảo rằng chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ để ứng phó. Hơn 2 triệu người đã đi bỏ phiếu sớm ở thành phố Vancouver của bang này, song hàng trăm lá phiếu đã bị hư hỏng hoặc bị phá hủy do thiết bị gây cháy trong thùng phiếu. Hiện tại, hàng loạt các cuộc thăm dò dư luận đều cho thấy cuộc cạnh tranh đang ở thế giằng co bà Harris không thể đột phá hẳn lên trên đường đua tới Nhà Trắng. Theo kết quả thăm dò được Reuters Ipsos công bố ngày 29 tháng 10, thế dẫn đầu của bà Harris trước ông Trump đã bị thu hẹp, lần lượt là 44% so với 43% trong số các cử tri đã đăng ký. Đại diện Dân Chủ đã dẫn trước đối thủ phe Cộng Hòa trong cuộc thăm dò của Reuters Ipsos kể từ khi bà tham gia cuộc đua vào tháng 7, nhưng lợi thế của nữ phó tổng thống đã giảm dần kể từ cuối tháng 9. Kể từ ngày 1 tháng 10 đến nay, lợi thế dường như đang hơi nghiêng về phía ông Trump, dù chưa thực sự rõ ràng. Chiến dịch tranh cử của bà Harris đã khuyến khích cử tri đi bỏ phiếu sớm. Liên danh tranh cử của bà là ông Tim War, cùng với Tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden và cựu Tổng thống Barack Obama đều đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Trong khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump cũng khuyến khích những người ủng hộ ông bỏ phiếu bất kỳ khi nào họ muốn. Tính đến ngày 31 tháng 10, ít nhất 62,7 triệu người đã đi bỏ phiếu sớm chiếm gần 40% tổng số phiếu bầu năm 2020. Tại bang Georgia, hơn 3,5 triệu người đã đi bỏ phiếu, tương đương 45% số cử tri đã đăng ký, đánh dấu mức cao kỷ lục. Dự báo có tới 70% cử tri Georgia bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử năm nay. Một số bang dao động khác cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Các cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho thấy, Phó tổng thống Harris và cựu tổng thống Donald Trump đang bám đuổi sát sao ở các tiểu bang chiến địa có khả năng quyết định kết quả bầu cử trên toàn quốc. Theo số liệu thăm dò từ kênh CNN, tỷ lệ cử tri có khả năng bỏ phiếu muốn bầu ông Trump làm tổng thống là 48%, còn bà Harris là 47%. Ở bang Bắc Carolina, con số này là 48% với bà Harris và 47% với ông Trump. Cũng theo dữ liệu của 6 tiểu bang được phòng nghiên cứu bầu cử Đại học Florida tổng hợp, phụ nữ chiếm khoảng 55% phiếu bầu sớm so với 45% của nam giới. Đảng Dân chủ Hy vọng điều đó sẽ mang lại lợi thế cho ứng cử viên của họ trong bối cảnh các cuộc thăm dò ý kiến gần đây đều cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris đều ghi điểm hơn cựu Tổng thống Donald Trump đối với nhóm cử tri này. Dựa theo số liệu phân tích của NBC News, tại các tiểu bang Wisconsin và Michigan, Đảng Dân Chủ đang nhỉnh hơn một chút so với Đảng Cộng Hòa về số cử tri nữ mới ghi danh. Phía Đảng Cộng Hòa cũng khẳng định các khảo sát gần đây của họ cho thấy ngày càng đông người ủng hộ đảng này đi bầu cử sớm. Tại một buổi vận động cử tri hôm 30 tháng 10, cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố Đảng Cộng hòa đã lập kỷ lục cao nhất về số phiếu bầu sớm. Một loạt các cuộc thăm dò mới cho thấy phó tổng thống Kamala Harris đang dẫn trước cựu tổng thống Donald Trump ở các bang bức tường xanh mà nhiều dự báo cho rằng bà cần giành chiến thắng để giành được chức tổng thống. Các tiểu bang Rust Belt tạo nên bức tường xanh của Đảng Dân chủ có tổng cộng 44 phiếu bầu của đại cử tri đoàn. Pennsylvania là lớn nhất với 19 phiếu bầu. Michigan có 15 phiếu và Wisconsin có 10 phiếu. Các cuộc thăm dò của Harris tại các bang chiến trường Michigan và Pennsylvania được công bố vào ngày 1 tháng 11 cho thấy Phó Tổng thống Harris của Đảng Dân Chủ dẫn trước đối thủ của Đảng Cộng Hòa của bà ở hai điểm mỗi tiểu bang, 50% so với 48%. Cuộc thăm dò thứ ba của cử tri Wisconsin cho thấy bà Harris dẫn trước 3%, tương đương 51% so với 48%. Tất cả những kết quả này đều nằm trong biên độ sai số của cuộc thăm dò từ Harris cộng hoặc trừ 3 đến 4 điểm cho cuộc thăm dò của Michigan và Pennsylvania hoặc cộng hoặc trừ 3 đến 5 điểm cho cuộc khảo sát của Wisconsin. Các cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 10. 4 năm trước, tại cuộc bầu cử năm 2020, chính Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đã giành chọn số phiếu đại cử tri tại các tiểu bang bức tường xanh, để qua đó hạ bệ ông Trump. Xa hơn nữa, vào năm 2016, ông Trump có được Nhà Trắng với chỉ dưới 78.000 phiếu phổ thông ở ba tiểu bang bức tường xanh. Những lợi thế nhỏ mà bà Harris nắm giữ được ghi nhận là nhờ các cử tri độc lập. Những người dường như đang chuyển hướng lá phiếu về phía bà trong những ngày cuối cùng của cuộc bầu cử. Bà Harris đã mở ra một lợi thế 6 điểm so với ông Trump nhờ những cử tri độc lập ở Michigan. 52 và 46% Cải thiện từ mức dẫn trước 2 điểm vào tháng 9. Bà cũng cải thiện từ lợi thế 4 điểm với những cử tri độc lập ở Wisconsin vào đầu tháng 9, lên mức dẫn trước 6 điểm vào cuối tháng 10. Tuy nhiên, sự thay đổi mạnh mẽ nhất diễn ra ở Pennsylvania. Bà Harris nhận được mức 55% sự ủng hộ của các cử tri độc lập, còn ông Trump chỉ là 40% trong thời điểm hiện tại. Hồi tháng 9, tỷ lệ này là 49% và 45%. Một cuộc thăm dò mới của USA Today, Suffolk, cho thấy bà Harris và ông Trump ngang bằng nhau ở Pennsylvania với 49% số phiếu bầu cho mỗi người. Theo cuộc thăm dò toàn tiểu bang, đối với 500 cử tri tiềm năng được tiến hành từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 10 với biên độ sai số là 4,4 điểm phần trăm. Nếu bà Harris có thể giành chiến thắng tại Pennsylvania và một tiểu bang bức tường xanh khác, ông Trump sẽ cần phải giành chiến thắng ở các tiểu bang dao động, bao gồm các tiểu bang vành đai mặt trời là Arizona, Georgia, Nevada và Bắc Carolina để có thể một lần nữa bước vào nhà trắng. Hơn 62 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, phá vỡ kỷ lục ở một số bang và mang lại hy vọng cho cả hai ứng cử viên của Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris của Đảng Dân Chủ và cựu Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa đang bám đuổi sát nút, kể cả ở bảy bang chiến địa có khả năng quyết định số phiếu bầu trên cả nước. Chiến dịch tranh cử của bà Harris đã khuyến khích cử tri bỏ phiếu sớm. Liên danh tranh cử của bà là ông Tim Walz, cùng với Tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden và cựu Tổng thống Barack Obama đều đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Ông Trump cũng khuyến khích những người ủng hộ ông bỏ phiếu bất cứ khi nào họ muốn. Tính đến ngày 31 tháng 10, ít nhất 62,7 triệu người đã bỏ phiếu sớm, chiếm gần 40% tổng số phiếu bầu của năm 2020. Tại bang Georgia, hơn 3,5 triệu người đã bỏ phiếu, tương đương 45% số cử tri đã đăng ký, đánh dấu mức cao kỷ lục. Dự báo có tới 70% cử tri của Georgia bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử này. Một số bang dao động khác cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Ông Julian Zelizer, giáo sư đại học Princeton cho biết, sau năm 2020, các bang thực sự đã tăng cường và cải thiện quy trình bỏ phiếu sớm. Trong khi đó, nhà khoa học chính trị Michael McDonnell tại Đại học Florida nhận định, số lượng lớn phiếu bầu sớm giúp các chiến dịch tranh cử tập trung nỗ lực nước rút khi ngày bầu cử mùng 5 tháng 11 đang đến gần. Theo dữ liệu khảo sát tại 6 bang gồm Colorado, Georgia, Idaho, Michigan, North Carolina và Virginia, cử tri chi nữ chiếm khoảng 55% số phiếu bầu sớm và cử tri chi nam chiếm 45%. Đảng Dân Chủ hy vọng điều này sẽ mang lại lợi thế cho ứng cử viên của họ. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy bà Harris đang dẫn trước đáng kể so với ông Trump trong nhóm cử tri nữ. Tuy nhiên, Đảng Cộng Hòa cho biết các cuộc khảo sát cho thấy ngày càng có nhiều người ủng hộ ông Trump bỏ phiếu sớm. Tại cuộc vận động tranh cử vào ngày 30 tháng 10, ông Trump tuyên bố Đảng Cộng Hòa đã lập kỷ lục về số lượng cử tri bỏ phiếu sớm. Ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố ông là người đã chặn đường ống dẫn khí Nord Stream 2 nối Nga và Đức qua biển Baltic. Đường ống này chưa bao giờ được đưa vào hoạt động, đã hư hỏng do bị phá hoại vào tháng 9 năm 2022. Trong cuộc phỏng vấn trực tiếp với nhà báo Tucker Carlson ở Glendale, bang Arizona, trước đám đông người ủng hộ, ông Trump phủ nhận những cáo buộc lâu nay cho rằng ông có cảm tình với nước Nga. Ông Trump nói, Đảng Dân Chủ thích nói rằng tôi là bạn của nước Nga, tôi làm việc cho nước Nga, tôi là gián điệp của nước Nga đồng thời gọi những người ủng hộ luận điểm này là những kẻ bệnh hoạn ông cho rằng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 là một trong những dự án lớn nhất và quan trọng nhất của nga cựu tổng thống nói mà không giải thích thêm tôi đã chặn đứng nó không ai có thể chặn nó ngoài tôi tôi đã dừng lại nó nó đã được xây dựng một nửa đã không còn tồn tại tuy nhiên ông trump tiếp tục nói rằng tổng thống mỹ joe biden đã để việc xây dựng đường ống này tiếp tục được diễn ra đồng thời hủy bỏ đường ống keystone xl vốn nhằm vận chuyển dầu từ canada sang mỹ theo ứng viên Đảng Cộng hòa, khi còn đương chức, ông đã phản đối mạnh mẽ với Đức về mối quan hệ của nước này với Moscow. Tôi nói, hãy nói thẳng thắn về chuyện này, chúng tôi đang giúp đỡ và bảo vệ anh khỏi Nga, nhưng anh đang trả cho Nga hàng tỷ đô la Mỹ mỗi tháng để mua dầu, thế là thế nào? Cựu tổng thống đồng thời cho biết thêm rằng, mặc dù vậy, ông vẫn bị cáo buộc là bạn của Nga. Nord Stream 2, dự định bổ sung cho đường ống Nord Stream 1, được hoàn thành vào năm 2021 nhưng chưa bao giờ được đưa vào vận hành do lo ngại rằng EU và đặc biệt là Đức sẽ trở nên quá phụ thuộc vào nga. Chính quyền của ông Trump đặc biệt chỉ trích dự án và nhắm vào nó bằng các biện pháp trừng phạt. Vào năm 2021, khi đường ống gần hoàn thiện, ông Biden đã bãi bỏ một số hạn chế, nói rằng chúng phản tác dụng đối với quan hệ châu Âu. Tuy nhiên, vào tháng 2 năm 2022, vài ngày trước khi cuộc xung đột Ukraine bùng phát, thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đình chỉ chứng nhận đường ống sau khi nga công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk. Vào tháng 9 năm 2022, đường ống này hứng chịu một loạt vụ nổ dưới nước, gây rò rỉ nghiêm trọng. Các phương tiện truyền thông phương Tây cho rằng vụ phá hoại là do tình báo Ukraine giản dựng. Một tuyên bố bị Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ và cho rằng Kiev thiếu chuyên môn cần thiết để thực hiện một cuộc tấn công như vậy. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng Mỹ đứng đằng sau các vụ nổ, đồng thời tuyên bố rằng họ sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ hoạt động này. Ông cũng nói rằng một đoạn đường ống vẫn đang hoạt động nhưng Đức từ chối sử dụng vì lý do chính trị. Ngày 31 tháng 10, Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã đệ đơn kiện đài truyền hình CBS liên quan đến một buổi phỏng vấn với phó tổng thống Kamala Harris, đối thủ của Đảng dân chủ của ông trong cuộc bầu cử sắp tới. Theo đơn khiếu nại được nộp lên tòa án liên bang tại quận Bắc Texas, cuộc phỏng vấn trong chương trình 60 Minutes vào đầu tháng 10 vừa qua đã phát sóng hai phản ứng khác nhau của bà Harris khi trả lời cho câu hỏi về xung đột ở Gaza. Hành động này đã vi phạm luật Texas cấm các hành vi lừa dối trong kinh doanh. Cụ thể, chương trình phát sóng ngày 6 tháng 10 đã cắt đi những câu trả lời lẫn lộn từ bà Harris về ảnh hưởng của chính quyền Biden đối với hoạt động của quân đội Israel. Đáp trả cáo buộc trên, một phát ngôn viên của đài CBS cho biết, những tuyên bố của cựu tổng thống Trump đối với 60 Minutes là sai sự thật. Do đó, vụ kiện chống lại CBS hoàn toàn không có căn cứ. Hồ sơ cho thấy vụ kiện yêu cầu xét xử bằng bồi thẩm đoàn với yêu cầu bồi thường thiệt hại lên tới khoảng 10 tỷ đô la Mỹ. Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích chương trình này trong quá trình vận động tranh cử của mình thậm chí còn đe dọa sẽ thu hồi giấy phép phát sóng của đài nếu ông đắc cử. Về phần mình, CBS khẳng định, chính ông Trump đã hủy bỏ cuộc phỏng vấn theo kế hoạch của riêng mình với 60 Minutes. Động thái này diễn ra chưa đầy một tuần trước cuộc bầu cử Mỹ vào ngày 5 tháng 11 tới. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!